À, xin chào các bạn, mình là An. Thì hôm nay tiếp tục cái series code blockchain layer 1 với Golang. Thì mình sẽ tiếp tục có phần tiếp theo, đó chính là lock. Thì để nói sơ qua về phần trước, thì ở phần trước là mình đã làm cái local sandbox, một cái server. Mình xin. Ở đây mình có vào cái server, và cái server này nó có nhiệm vụ là xử lý các cái RPC mình được gửi về từ các cái local chainboard. Ở đây như bạn thấy thì RPC nó sẽ được gửi về cứ mỗi 1 giây. Thì phần này chỉ là phần mạng thôi. Thì hôm nay mình mới bắt đầu có những cái cơ bản về blockchain. Okay. Thì đầu tiên là mình sẽ có phần block trước. Mình sẽ tạo một cái loại đối với cái nóc của mình, thì hiện tại mình sẽ gồm có một đầu và một máy nó sẽ xong. Thì mình chưa có làm cái sàn tạo file. Thì cái session thì mình chưa có hiện thực ở hè ở tại hôm nay, thì để nó chậm. Máy mình hơi bị lag, thông cảm. Thì ở đây phần header đối với file header này mình sẽ gồm có gì? Là version của nó. Thì bắt này thì mình sẽ cho nó là thì ở đây mình sẽ tạo thêm một cái sẽ có thì các bạn đã biết thì cách khó mà khi mà encode cái header rồi ra thì nó sẽ hát nào cái chữ hát gồm 32 bit.
Tiếp theo là mình có vlog để luôn thời gian đây. Ok, thì tiếp theo mình sẽ làm một cái hai function, là một cái là encode binary và một cái là decode binary cái header này, để mình decode với encode thằng này ra thằng byte. Đầu tiên là mình sẽ làm cái encode trước. Đối với cái encode mình sẽ chọn lời Okay. Tiếp tục import file
Vậy thứ coi như cũng đã xong thì bây giờ tôi test phải làm thêm lần nữa để hát thằng lóc nữa cho nó mình test thử. Đầu tiên mình sẽ encode thành hết đời trước.
Và sau đó mình sẽ import các file sắc sảo thì mình sẽ lập qua. Thì hồi nãy mình quên lại trong cái phần paramet. Mình sẽ ra cái một cái bảng bay thì mình sẽ hát nó lại thì mình sẽ có một cái công thức này hát
Để chúng ta có thể chế cho bạn cái lồng kho để mình ghép. Thì mình sẽ test đi. Nhưng mà video mình đã hơi dài thì mình sẽ dời cái phần test với cái phần mà có thêm test transition qua là video thứ hai là chắc 4. Thì tổng kết lại là ở chắc có 5 xin được kết thúc, thì hẹn các bạn ở cấp 4. Xin chào tạm biệt.